Ba chập. Bà đang quay phim. Đây chính là tòa nhà cao ốc của em tôi, chứ không phải tôi làm. Tôi làm là cực kỳ cao. Wow, nãy giờ con ông bài mà còn có này nữa hả? Rồi rồi, một cái nữa quanh mô. Rồi, 3, 2, 1, xong. Đứng ra chụp hình, đứng ra quay phim. Đây chính là tòa nhà cao ốc của em tôi. Và đây chính là tòa nhà cao nhất em tôi từng xây. Quên thêm cái nữa. Đây là ứng dấu của sự kết thúc.